Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến hàng một căn nhà phố được thiết kế theo phong cách kiến trúc Roma rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn giới thiệu đến cho hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài căn nhà mình lên đến 17m và đấy chịu nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp cho hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Với căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và mình có con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến 8m với hai dãy nhà lầu đồng bộ rất là đẹp và chỉ cách đường trục chính đường Phạm Văn Chiêu tầm cỡ khoảng độ 7 đến 80m thôi. Mình có con đường ở phía trước rất là rộng. Xe hơi xe tải là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và Nhà đất Hoàng Tiến đang di chuyển ra trục đường chính để ra trục đường Phạm Văn Chiêu để cho hàng tham quan. Với con đường rất là rộng ở phía trước căn nhà và phía ngoài là trục đường chính đường Phạm Văn Chiêu, cách căn nhà mình tầm cỡ khoảng độ 7 đến 80m thôi. Mình có con đường rất là rộng và là khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực phía bên ngoài thì di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu về cho khách hàng một căn nhà được thiết kế theo phong cách kiến trúc Roma rất là đẹp và mình có rất là nhiều những mảng hoa văn chỉ nổi trang trí rất là đẹp và những mảng chỉ được đắp phù điêu trang trí và hệ thống đèn chiếu sáng. Rồi mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực ở bên trong để giới thiệu với hàng về căn nhà đang có hướng là hướng chính bắc và được anh chủ nhà thiết kế rất là đẹp này. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà của mình. Và mình sẽ có một khoảng sân khoảng độ hơn 2m để mình để xe gắn máy và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly. Và phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình với ba lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình rất là kiên cố và chắc chắn. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực gara để xe hơi căn nhà. Thì căn nhà mình được anh chị thiết kế cho mình có một cái gara để xe, mình sẽ để tất cả các loại xe hơi vào bên trong và đang được anh chị để cho mình có một chiếc xe hơi Mazda 6 vào bên trong căn nhà rất là rộng rãi và thoải mái cũng như là thoáng mát. Hai bên tường khu vực gara cũng được anh chị ốp cho mình những mảng nhựa giả đá trang trí rất là đẹp và cùng đó là hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao và những bức tranh trang trí. Với sàn nhà mình thì được lót gạch đá bóng kính 80, có độ bê tông rất là kiên cố và chắc chắn, cho nên là mình để xe hơi vào bên trong rất là yên tâm. Cũng như di chuyển vào bên trong sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà thì trụ thang tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ cam xe, thân can được làm bằng kính cường lực 10 ly và phía đối diện mình có một cái tủ rượu cũng được làm bằng chất liệu gỗ gỗ sồi. Và di chuyển vào bên trong sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Mình sẽ có khoảng không gian để tủ lạnh khá là rộng và bên trong không gian phòng bếp cũng được anh chị sắm cho mình có một bộ bàn ăn, 6 ghế tặng kèm, tủ bếp bị bếp cũng được làm bằng chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Bên trong không gian phòng bếp cũng được anh chị sắm full nội thất tặng kèm và mình có bếp điện từ, quạt hút, máy đong đếm gạo và lavabo rửa chén bát. Và phía sau mình sẽ có một khoảng sân cũng như một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian phòng bếp cũng như là khu vực không gian phòng khách của căn nhà và hệ thống giếng trời thông từ trên sân thượng xuống để lấy gió và ánh sáng. Và chỉ với giá 8 tỷ 350 triệu đồng còn thương lượng là quý nhà có thể sống ngay cho mình một căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp và mình có tổng cộng tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính căn nhà mình là hướng chính bắc, quý nhà thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và với căn nhà mình thì nằm ngay sát với lại ngã tư Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, thuận tiện hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Trường Chinh, con đường Quang Trung. Vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm khoảng 25 phút và mình về sân bay tầm khoảng 15 phút. Và với căn nhà thì thiết kế có tầng lửng thì nếu gia đình mình có xe hơi mình để phía bên dưới thì không gian phòng khách sẽ được anh chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và với căn nhà được thiết kế theo
Phong cách kiến trúc Roma rất là đẹp. Với khu vực không gian tầng lửng thì mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực phía bên ngoài. Bên trong mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được anh chị sắm sẵn để tặng kèm. Và kệ để tivi, có một cái tivi 75 inch tặng kèm. Và có nhà vệ sinh phía sau, phục vụ cho khu vực không gian phòng khách rất là thoáng và rất là mát. Với nhà vệ sinh được thiết kế rất là rộng. Và nếu gia đình mình có nhu cầu làm phòng ngủ ở khu vực tầng lửng này thì cũng rất là thuận tiện, có nhà vệ sinh, có gắn sẵn máy lạnh để gia đình sử dụng rất là thuận tiện. Với một căn nhà đang được anh chị chủ nhà kế bến bán bên nhà đất Hoàng Tiến chỉ có giá 8 tỷ 350 triệu đồng, còn thương lượng thì quý nhà hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhân ta liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đưa hàng đi xem. Một căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, có con đường rộng lên đến 8 mét, xe hơi xe tải di chuyển vào bên trong căn nhà cũng như quay đầu ở phía trước căn nhà thoải mái. Và toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ cam xe bản nguyên khối, và không gian phòng ngủ căn nhà mình được anh chị thiết kế cũng như là full nội thất tặng kèm. Mình có giường, tủ chăn ga, gối đệm, bàn trang điểm, bàn làm việc, và phía trước mình có cửa ra ban công phía ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Được anh chị sắm thêm cho mình có một bộ bàn ghế để mình ra bên ngoài vui chơi với khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Và căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình có mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Thì quý hàng đang xem video, hãy nhớ đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật chính hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và như căn nhà này thì nằm tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm sát với lại ngã tư Quang Trung Phạm Văn Chiêu cũng như Phan Huy Ích và gần với lại ngã ba cây Trâm Phạm Văn Chiêu. Và với căn nhà đã được anh chị full nội thất tặng kèm thì khi khách hàng mua căn nhà này, toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị nhà để lại hết cho khách hàng và chỉ với giá 8 tỷ 350 triệu đồng, còn thương lượng thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình. Nếu nhà ta liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đó hàng đi xem. Một căn nhà nó có bề ngang lên 4,2 m và chiều dài căn nhà mới lên đến 17 m và được công nhận hết đất cũng như được anh chị đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu. Với công năng sử dụng căn nhà mình có tới 4 phòng ngủ chính và có tới 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Và căn nhà mình thì được anh chị thiết kế với hệ thống điện cảm ứng khu vực hành lang cầu thang sẽ tự động bật và tắt. Và mình có 4 phòng ngủ được thiết kế na ná giống nhau, đã được anh chị full nội thất tặng kèm. Và khu vực lầu lầu 2 này mình sẽ có thêm một cái bộ bàn ghế mini ở phía bên trên, và với giường rộng lên đến 2 mét rưỡi 2 mét 6 thì thoải mái để gia đình sử dụng, với không gian phòng ngủ rất là thoáng và rất là mát. Mỗi phòng ngủ mình có máy lạnh tặng kèm. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 căn nhà. Cũng như với căn nhà mình thì nằm tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Gần với ngã ba cây Trâm Phạm Văn Chiêu cũng như ngã tư Quang Trung Phạm Văn Chiêu Phan Huy Ích. Và chỉ với giá hơn 8 tỷ một chút xíu là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía sau căn nhà. Toàn bộ phòng ngủ căn nhà mình thì được các chị mở cửa sổ ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát, và chỉ với giá 8 tỷ 350 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Và trên kênh YouTube nhà đất Hoàng Tiến thì chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều mệnh giá khác nhau để quý hàng tham quan cũng như là lựa chọn cho gia đình, cho anh em bạn bè một căn nhà ưng ý. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực sân thượng căn nhà, sẽ đến với không gian phòng thờ phía trước và một cái sân thượng được các chị thiết kế rất là đẹp. Đây là phòng thờ bên trong sân thượng ở phía trước được thiết kế rất là đẹp và cũng được đúc kiên cố rất là bền và rất là chắc chắn. Với khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp, và căn nhà mình thì nằm trên một con đường
rộng lên đến 8 mét, xe hơi xe tải là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng, và chỉ với giá 8 tỷ 350 triệu đồng. Còn thương lượng thì quý nhà hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì chúng ta liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem. Di chuyển ra khu vực không gian phía sau căn nhà chỉ đến với không gian phòng giặt và sân thượng phía sau căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Quang Trung, Phạm Văn Chiêu và Phan Huy Ích. Mình có thể di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Quang Trung, con đường Trường Chinh. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm tầm cỡ khoảng độ 25 phút, mà mình về sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh thì tầm cỡ khoảng 15 phút. Và với căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá chỉ với giá 8 tỷ 350 triệu đồng. Còn thương lượng là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà, vừa món phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Rồi video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý hàng trong những video tiếp theo.